In và into có khác nhau không? Tất nhiên là khác nhau rồi. Sau các cái động từ ví dụ như throw, jump hay là put thì chúng ta thường thấy người ta sử dụng giới từ in hoặc là into để nói về phương hướng của hành động. Nhưng hai cái này có sự khác nhau một chút xíu. Các bạn để ý cái này nhé. Chúng ta sẽ dùng into khi nghĩ về bản thân cái hành động đấy hay là hướng của cái hành động đấy. Trong khi đó, in sẽ thường được sử dụng khi chúng ta nghĩ về địa điểm cuối cùng của cái hành động đấy. Tức là địa điểm cuối cùng của nó ở đâu khi kết thúc hành động. Ví dụ như thí nghiệm này liên quan đến việc cho vật vào trong lọ. Nếu thế, trong trường hợp này, các bạn sẽ dùng in hay là into. The experiment involved putting things in into the jars. Các bạn chọn thử xem. Trong trường hợp này, các bạn dùng in hay into người ta cũng hiểu cả. Nhưng nếu phải có ưu tiên lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn into. Vậy tại sao lại như thế? Bởi vì thí nghiệm này có lẽ điều quan trọng nhất là nói về hành động cho cái vật vào trong lọ. Chứ tôi không muốn nhấn trọng tâm vào điểm cuối cùng là cái lọ. Bởi vì rất có thể tôi sẽ cho vào cái hộp hay cái bình gì đấy thì sao? Nhưng mà cái hành động cho vào thì tôi không có muốn thay đổi. Đấy là hành động chính nhất ở trong cái thí nghiệm. Vì vậy, muốn nhấn vào hành động, muốn nhấn vào phương hướng của hành động thì tôi sử dụng into trong trường hợp này là hợp lý nhất. Như vậy chúng ta sẽ có The experiment involved putting things into jars. Nếu các bạn có câu hỏi nào trong môn tiếng Anh, hãy để lại comment ở phía bên dưới của YouTube hoặc là TikTok của Alex. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn.